Vâng, Tuấn chào quý anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em mình những mẫu xe đang có tại cửa hàng nha quý anh chị. Đấy, trước mặt lên quý anh chị đây là mẫu Ford Ranger nè. Con này là quay trắc 2015 nha. Giá bên em chào bán mong muốn là 610 triệu nha quý anh chị. Đó, con này là biển 49 nha quý anh chị. Đấy. 610 triệu nha quý anh chị. Còn con đây là mẫu Kia Rondo 2016 số tự động. Màu cà phê, màu đây là màu đỏ mọng nè. À, bên em chào bán giá là 425 triệu nha. 425 triệu số tự động nha. Số tự động nha quý anh chị. Thì anh chị nào đang còn mua hoặc bán có nhu cầu mua bán xe á thì alo cho em ngay nha, theo số điện thoại là 0904 804567 nha. À, tất cả các xe đang nằm tại bãi nhà em là ở Dĩ An, Bình Dương. Anh chị ưng mẫu nào thì cứ alo cho em sẽ chụp hình rồi em gửi hình chi tiết cho anh chị nha. Ở bên đây là mẫu Honda Civic 2017 máy turbo nè. Đấy, biển mạng 60, một chủ từ đầu. Con này thì bán cam kết cho quý chị là không lỗi nhỏ. Đấy, bán giá là 540 triệu nha quý chị. 540 triệu nha. Civic turbo 2017. 540 triệu nha quý chị. Mẫu sedan 2 đầu, xe cực kỳ thể thao luôn nha. Xe rất là to, bự, nhìn rất là đẹp luôn nha. Được lên bộ đăng kích. Con này mới đăng kiểm cái thời gian quý chị. Con này em mới cho đi đăng kiểm xong nè. Đăng 9/2014 nè. Đó, xe thì em bao cho quý anh chị là zin toàn bộ nha. Zin toàn bộ không lỗi nhỏ nha quý anh chị. Đó, xe được lên màn hình rồi hết rồi. Xe rất là đẹp luôn nha. Xe zin toàn tập nha quý anh chị. Honda Civic 2017 1.5 turbo. Đó, được bên em chào bán với giá là 540 triệu. Còn kế bên hông đây là một mẫu xe Hyundai Elantra. Con này là 2017 số tự động. Con này bản 1.6, bản này là bản GLS, bản có cửa nóc nha quý anh chị. Đấy, con này có 3 bản luôn. Con này bên đây chào bán với giá là con này khó rồi. Màu bạc nha, anh chị mua dịch vụ chạy dịch vụ vẫn ok nha. 2017 em bán với giá là 420 triệu nha quý anh chị. 420 triệu cho mẫu xin lỗi anh chị nha, 440 triệu nha. Hyundai Elantra 2017 số tự động. Và bên đây là mẫu Santa Fe. Santa Fe 2007 số tự động 2 cầu máy dầu, xe màu bạc. À, được bên em chào bán với giá là 365 triệu nha. 365 triệu nha quý anh chị. À, xem xe tại Dĩ An, Bình Dương nha. Xe màu bạc đẹp căng, cam kết không lỗi nhỏ. Đó. Xe còn bộ cái nỉ nguyên zin. Kế bên hông này là có một con Innova. Innova là nồi đồng có đá nha anh chị. Đó, xe rất là đẹp luôn. Xe màu vàng cát, mang biển số 79 Khánh Hòa này. Đấy, em bán với giá là con này em sẽ để cho anh chị với giá là 358 triệu nha. 358 triệu cho mẫu Innova. Con này là bản E đủ nha quý anh chị. Bản E nha. Đấy, bản E chứ không phải bản trung, bản thiếu nha quý anh chị. Bản E, tép bi kim, mặt ca lăng lớn. Đó. Nội thất sạch sẽ, được lên màn hình Android đầy đủ rồi nha. 358 triệu nha quý anh chị. 358 triệu đồng cho mẫu Innova 2015, cuối 2015 nó sẽ qua mâm phay sinh nhật gương. À, mâm phay rồi anh chị thấy không? Rồi bên đây là mẫu Innova 2016. Con này là số sàn màu bạc. 2M16 màu bạc em bán cho chị quý anh chị với giá là 485 triệu nha. 485 triệu đồng cho mẫu Innova 2016 số sàn, xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ nha. Bên đây là mẫu Innova 2018 xe màu bạc luôn nè. Đó. Em sẽ bán cho quý anh chị với giá là 520 triệu đồng nha. 520 triệu thôi. Đó, có mẫu Innova 2018 rồi. 520 triệu. Đấy. Số sàn xe cực kỳ đẹp luôn nha. 520 triệu nha quý anh chị. Ở bên đây là mẫu bên đây còn con Innova nữa nè. Bên đây là Innova 2012 E 328 triệu, E chuẩn gia đình không lỗi nhỏ, màu bạc, bao rút hồ sơ 328 triệu. Con này đang rút hồ sơ cầm tay rồi nha. Màu bạc rất là đẹp luôn. À, Kia Carin 2008, con này 2008 đúng không? 2008, máy dầu số sàn. Em để cho quý anh chị mình là 258 triệu nha, 258 triệu nha quý anh chị. Đó. Rồi bên đây là một mẫu Changan Hono 2015 số sàn màu bạc luôn. Đời 2015. 158 triệu luôn. Đó, rất là nhiều xe luôn cho anh chị mình lựa chọn nha.
anh chị ưng mẫu nào thì cứ alo cho em mẫu đó nha. Kia Rondo 2016 425 triệu, số tự động nha. Tất cả các xe bên em bán ra em đều bao rút hồ sơ gốc cho quý anh chị nha. Đấy thì mà em quay tổng hợp thì em cũng quay nhanh đỡ tốn thời gian của anh chị. Anh chị mà cứ ưng mẫu nào thì cứ alo cho em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị nha. Đây là sau đuôi của con Kia Rondo nè. Đấy, sau đuôi Innova nè, Karen 47, Karen máy dầu 258 triệu, chân gan Hono 158 triệu nha. Quay track nè. Đó, bên em còn một con xe nè, Chevrolet Captiva 2007 số sàn, đang bán với giá 195 triệu nha quý vị, 195 triệu đồng nha. Đó, xe số sàn có màn hình nổ hết rồi, 195 triệu quý vị. Rồi, Chevrolet Spark 2010 số tự động, màu xanh nọn chuối, em bán cho quý anh chị là giá là 148 triệu nha, 148 triệu đồng cho mẫu Chevrolet Spark 2010. Con này em có video chi tiết cho anh chị rồi, một mẫu xe nhỏ gọn. Thì anh chị đang ưng mẫu xe nào trong cửa hàng em á thì cứ alo cho em nha. À, rất là nhiều xe 7 chỗ phục vụ gia đình nhà mình, 7 chỗ 4 chỗ đề cao. Anh chị ưng mẫu nào thì alo ngay cho em nha.